tình thu tiệp ý báo ân đạt học tập chia sẻ tập ba an. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lệ Húc. Địa điểm: Hội Cộng Tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Hùng. Thời gian: ngày 23 tháng 2 năm 2017. Kính chào Hội trưởng Đỗ, chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ tỷ muội, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Dạo này thời tiết hơi bị chuyển trời, mọi người chú ý sự thay đổi của thời tiết, chú ý giữ ấm nha, bởi vì sức khỏe rất quan trọng, phải mượn thân thể để tu hành, tích công lũy đức. Hơn nữa, người tu hành nếu không chăm sóc được sức khỏe cho tốt thì sự tu hành này vẫn là không đắc lực, bởi vì gốc rễ tu hành là hiếu thân tôn sư. Thân thể không có chăm sóc cho tốt, cha mẹ sẽ rất lo lắng, hiếu đạo này sẽ thiếu sót. Cho nên có một câu quảng cáo nói sai rồi, là làm đẹp thì không sợ chảy mũi. Cái đó là điều sai lầm. Vậy nên làm gì? Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại, khởi đầu của hiếu. Sự thực hành hiếu đạo nhất định phải từ chăm sóc tốt thân thể của mình, để cho cha mẹ đừng có lo lắng. Tiếp đó là chăm sóc tốt đức hạnh của mình, đừng làm ô nhục cha mẹ, đừng có làm những việc khiến cha mẹ tiếc đuối cả đời. Điều đó so với sanh bệnh còn tổn hại sâu hơn, lâu hơn đối với cha mẹ. Đó là đức hạnh kém cha mẹ tuổi. Cho nên chúng ta thời thời nhớ ơn của cha mẹ sư trưởng, chúng ta sẽ biết thương mình, chúng ta sẽ không chà đạp tình thương của cha mẹ và thiện tri thức đối với chúng ta. Vậy mấy ngày nay trao đổi với mọi người, trong đó có một trọng điểm rất quan trọng, bao gồm chúng ta đọc tịnh tu tiệp yếu, đều là phải khởi lên tín tâm đối với Phật Pháp. Niềm tin là mẹ các công đức. Chúng ta vừa nhìn thấy căn bản, nhìn thấy mẹ các công đức, cái này có nghĩa là đại căn đại bản. Mấy ngày nay đều có trao đổi đến, có Phật Pháp, sẽ có phương pháp. Vậy chúng ta đã trao đổi mấy ngày? Xin hỏi mọi người, trong đầu của quý vị có còn những chuyện phiền não không giải quyết được hay không? Thế mọi người không có phản ứng gì? Tôi làm ăn không tốt, cũng không có ai đem ra thảo luận. Thông thường mà nói, bác sĩ nếu như không có ai đến xem, họ sẽ rất vui mừng. Có phải không? Chỉ nguyện thế gian thường không bệnh, dù cho thuốc men xanh bụi bặm. Những thuốc men đặt trên kệ đó của họ, trên đó bám toàn bụi bặm, họ cũng vui mừng, vì mục tiêu học y của họ chính là khiến cho người ta được thoát bệnh khổ. Đều không có người đến khám bệnh, họ rất vui. Không thể quý vị là bác sĩ mà nói, hôm nay buôn bán sao mà ế thế này, sao mà không có nhiều người tới một chút. Vậy là thê thảm rồi, đó chẳng phải trù người ta bị bệnh sao? Cho nên các ngành các nghề đều là đạo nghĩa, đều là phục vụ người khác. Đây là cái căn bản lớn. Đánh mất cái căn bản này, cho dù trước mắt nhận được một số lợi ích và phước báo, sau cùng họ sẽ thế nào? Làm hủy hoại mất giá trị của ngành nghề này, khiến đại chúng không tin tưởng bác sĩ, khiến đại chúng không tin tưởng thầy cô. Như vậy là nghiêm trọng rồi. Nếu như những ngành nghề này đều dùng việc kiếm tiền làm mục đích, khiến mọi người không tin tưởng viên chức, không tin tưởng quan viên, xã hội này tính tâm sẽ gặp nguy cơ, nhân tâm hoảng loạn. Vì vậy, bất luận chúng ta ở trong ngành nghề nào đều có một trách nhiệm, nhất ngôn nhất hành của mình phải khiến cho đại chúng có tín tâm đối với ngành nghề này.
cảm thấy ngành nghề này có sự tôn nghiêm. Do đó một câu này, đức hạnh kém, cha mẹ tuổi, hàm nghĩa của nó rất sâu rộng. Đức của chính mình không tốt, tổn thương cha mẹ. Kế tiếp, tổn thương gia đình. Thậm chí là trường học chúng ta đã từng học, người nào đó có chuyện rồi, tốt nghiệp từ trung học nào đó, ngay cả trung học đó cũng bị ô nhục. Tổn hại ngành nghề này của chúng ta. Mọi người có trên báo vừa mới đưa tin, một người thầy đó thế nào rồi? Đó là trong cả ngành giáo dục, tất thảy đều bị hổ thẹn, chỉ có một người. Thậm chí đại chúng đều sẽ sinh ra sự phản cảm. Thì cái nghiệp này tạo ra lớn rồi. Đâu có lỗi lầm của một người nào là khiến giáo viên trong cả xã hội đều bị ô nhục. Vậy thì nhân quả này hết sức khó tính. Chúng ta đi đến đâu cũng đại diện China, tức là người Hoa. Quý vị cho dù là người Hoa của Malaysia, Singapore, ra ngoài rồi, người ta đều nói là China. Cho nên người Hoa, một hành vi của quý vị không thỏa đáng, người ta nói, người Hoa chính là bộ dạng như vậy đó. Vì vậy một hành vi của chúng ta sẽ ô nhục cả một tỷ mấy con người. Bao gồm chúng ta là đệ tử Phật. Chúng ta là con cái của dân tộc Trung Hoa. Hành vi của chúng ta là phải có thể khiến Phật, Bồ Tát, Tổ Tiên cảm thấy an ủi, quang vinh. Cái này mới thực sự dán dàng lên mặt Phật, Bồ Tát. Người thực sự biết được bổn phận của chính mình, sức ảnh hưởng một đời của chính mình, thì sẽ thương mình, thì sẽ tự trọng, thì sẽ biết nhất định phải thành tựu chính mình. Vậy lúc nãy đã nói với mọi người đều không có vấn đề, để trao đổi với tôi một chút, nghĩa là quý vị đều đã thông suốt hết rồi, cho nên không có vấn đề nữa. Nhưng mà trên con đường tu học, thì tự quy dạy chúng ta có nghi ngờ, phải ghi lại, gặp người hỏi, cầu giải thích. Trên con đường tu hành, nương tựa bạn lành, chúng ta ở trong một đạo tràng, có những điều gì nghi hoặc, mọi người nêu ra để thảo luận, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau mài dũa. Có thể quý vị nêu ra vấn đề này rồi, những người khác cũng có, những người khác hơi bị mắc cỡ. Cho nên khi quý vị nêu ra rồi, những người khác nói, đúng, 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 nói hay lắm, tôi cũng có vấn đề này. Vì là quý vị giúp đỡ họ rồi. Quý vị coi Kinh Vô Lượng Thọ có như thế nào? Chẳng phải là A Nan, người trong ngành coi môn đạo, khi ấy Thế Tôn, oai quang rạng rỡ, như ánh vàng rực, lại như gương sáng, trong ngoài sáng tỏ, hiện quang minh lớn, biến hiện trăm ngàn. Anh An liền tự suy nghĩ, mình đã theo Đức Phật lâu như vậy, chưa từng thấy Đức Phật phóng quang thù thắng như thế này. Như ánh vàng rực, lại như gương sáng. Ngài chưa có gặp qua, chưa từng nhìn thấy, Ngài liền nêu ra. Kết quả Ngài vừa nêu ra công đức lớn bao nhiêu? Nay lời ông hỏi, thù thắng hơn cúng dường A-la-hán, bích chi Phật trong một thiên hạ, bố thí nhiều kiếp. Tại sao có công đức nhiều như vậy? Tương lai tất cả hàm linh, điều gì lời ông hỏi mà được độ thoát? Nhất là một số vấn đề gia đình, đều đã nêu ra hỏi, mọi người đều thấy ái ngại. Kết quả học Phật học được 3 năm, 5 năm, cùng là một vấn đề, vẫn cứ ở đó dày dò không được. Dày dò không được. Cho nên có Phật Pháp là có phương pháp. Mọi người có tin không? Được. Vậy cũng trao đổi với mọi người về một phương pháp. Quý vị thật sự có phiền não, đem kinh của sư phụ mở ra, nghe khoảng được 10-20 phút đồng hồ, có thể phiền não nghi hoặc ở trong tâm sẽ được giải trừ. Bởi vì quý vị chuyên chú nghe, pháp đó vừa nhập tâm, tâm niệm của quý vị vừa chuyển, vấn đề sẽ được giải quyết. Thánh cùng khác biệt chỉ giữa một niệm. Rất có thể quý vị cảm thấy vấn đề nghiêm trọng nhất, quý vị thực sự dùng Phật Pháp liền chuyển phiền não thành Bồ Đề. Mấy ngày nay đã nói một chủ đề. Nếu như nợ người ta 2-3 ngàn vạn, làm sao sống cho tự tại vui vẻ?
Tại sao nói tới chỗ này, người ở bên dưới nói, anh cũng đâu có nợ người ta 2-3 ngàn vạn. Cho nên mọi người có nhìn thấy không? Quý vị muốn biểu diễn ra sự thù thắng của Phật Pháp, người có cơ ngộ giống như quý vị mới tin tưởng được. Cho nên dạo này tôi có thấy một đồng tu Đài Loan. Từ nhỏ anh đã ở trong bang phái. Mẹ của anh là một trong 4 chị cả ở Đài Loan. Anh còn rất trẻ, đã gia nhập bang Trúc Liên, không biết đã chém giết bao nhiêu người. Sau đó, em gái của bạn học anh, khi anh ở trong nhà ngục, em gái của bạn học anh đã viết cho anh 500 lá thư. 500 lá thư, quý vị coi đã viết bao lâu, anh ở tù bao lâu. Sau đó, đã cho anh cảm nhận được tình thương này mà biến thành động lực, sau cùng còn trở thành vợ của anh. Anh còn nhận được hình như là 5 bằng thạc sĩ, 3 bằng tiến sĩ. Sau đó đã đi học rất nghiêm túc, lâu ngày ở trong nhà giam. Khuyên những thanh thiếu niên này đừng đi lầm đường lạc lối. Và trong đó còn có một người trong cả Đài Loan là đại ca rất có uy vọng trong xã hội đen. Nhốt vô nhà giam rồi vẫn có thể điều khiển rất nhiều công việc, vẫn có thể ngày thu cả đấu vàng. Một người như vậy, kết quả khi anh đang nói chuyện với ông ấy, bỗng nhiên vị đại ca đó bỗng nhiên bị đột tử. Vào ngay lúc đang nói chuyện với anh mà thôi, bỗng nhiên liền có thể là tim bị ngừng đập, liền chết mất, tuổi cũng chưa lớn. Cho nên khiến cho anh cảm nhận được cuộc đời vô thường, không phải không báo, thời cơ chưa đến. Đến khi dự báo rồi thì tốc độ nhanh như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu gì, vừa mới uống trà với ông liền đột tử mất. Tôi nghĩ vị đại ca đó có lẽ là Phật Bồ Tát tới độ cho ông ấy, phải không? Ông vừa biểu diễn như vậy, ông ấy nói, ôi chao, thật sự ác giả ác báo, không phải chuyện đùa đâu. Cái vị đại ca này cũng đã thành tựu cho một Bồ Tát sau này, tuyên giảng trong nhà giam đó. Cho nên chư vị đồng tu, giả sử ngày nay quý vị đợi người ta rất nhiều tiền, chúc mừng quý vị, cái này chính là Bồ Tát đạo của quý vị đến rồi. Quý vị chuyển một ý niệm, quý vị có thể sống rất vui vẻ. Sau này những người thiếu nợ chỉ có quý vị đi nói, họ mới tiếp thu Phật Pháp. Những người khác đi nói, anh cũng không phải giống như tôi. Cho nên quý vị muốn đi trại cai nghiện đều là những người đã cai nghiện thành công, lại sống một cuộc đời rất có ý nghĩa, để nói ra họ đều rất có tín tâm. Ồ, cả tín tâm của họ sẽ được khởi lên. Vì vậy cuộc đời trước đây mọi sự như hôm qua đã chết, trải qua rồi, đều không phải chuyện xấu. Chỉ cần quý vị giác ngộ rồi, trước đây những lỗi lầm đó đều có thể trở thành pháp bảo cúng dường chúng sanh. Bởi vì quý vị tỉnh lại rồi, quý vị có thể giúp đỡ họ quay đầu. Vậy nếu như nợ người ta 2-3 ngàn vạn, họ có thể dùng Phật Pháp để sống. Nợ tiền trả tiền, đạo lý muôn đời. Họ sẽ dùng tâm hết sức bình thường, rất có trách nhiệm mà đối mặt. Cho dù họ một đời cho đến lúc ra đi vẫn chưa có trả hết, mỗi ngày họ đều là cố gắng làm tròn bổn phận của một người nợ tiền. Hơn nữa mấy chục năm đều đã sống như thế này, để sống mỗi ngày rất trọn vẹn, rất có ý nghĩa. Rất nhiều người gặp họ, anh nợ người ta nhiều tiền như vậy mà vẫn sống vui vẻ thế kia, rốt cuộc là anh sống thế nào vậy? Có phải không? Chúng ta có một chút tiền mà còn sống rất đau khổ. Người ta là nợ người khác rất nhiều tiền, mỗi ngày vẫn sống rất là vui vẻ. Điều này rốt cuộc quyền cơ trong đó nằm ở đâu? Đài Loan có một nhà doanh nghiệp, có một lần đã lỗ mất 3 tỷ. Ông nói, thà tôi là một người nghèo nhất, tôi cũng không muốn trốn nợ. Có người đã khuyên ông, chạy đi qua Mỹ đi, chạy đi đâu đó. Ông nói, tôi không muốn, tôi muốn là một người nghèo, nghèo, nghèo nhất. Ông chính là sự biện pháp rất tốt. Kết quả, ông lỗ mất 3 tỷ. Ông giữ được tín nghĩa. Sau đó, có một cơ hội ông đi đến Đại Lục. Bởi vì ông đã không còn tiền nữa, nhưng mà ông trước sau giữ tín nghĩa. Ông lại tiếp tục mượn tiền của người ta đều cho ông mượn.
Sau khi ông vừa đến Đại Lục, bây giờ đã đứng thứ nhất, thứ nhì trong lĩnh vực đó, làm còn lớn hơn ở Đài Loan không biết bao nhiêu lần. 12 nguyên tắc thanh niên của Đài Loan chúng ta vô cùng tốt. Mọi người đừng có đi thi xong là đem nó quên đi hết. Gia đình quý vị, đạo nghiệp quý vị có thể tốt, không tách khỏi 12 điều này. Tín nghĩa là gốc để lập nghiệp. Kiên trì là gốc để thành công. Hiếu thuận là gốc để tề gia. Quý vị coi 12 điều này đã giải quyết cuộc đời của chúng ta rồi. Chúng ta đã từng đọc qua rất nhiều bảo bối, phải cố gắng quý trọng chúng. Cho nên tâm thái quý vị thật sự đúng rồi. Mỗi một cơ ngộ trong cuộc đời đều không phải là việc xấu. Tôi nghĩ là một người thật sự nợ người ta 2-3 ngàn vạn, họ đều luôn dùng tâm đạo nghĩa để trả món tiền này. Và trong quá trình đó, chắc chắn sẽ có thể cảm động rất nhiều người. Và khi quý vị có thái độ này rồi, đối phương cũng sẽ không làm khó quý vị đâu. Phải không? Tại sao? Làm khó quý vị, họ cũng không lấy được tiền. Quý vị rất thành ý, họ liền bị thành ý của quý vị cảm động. Và khi quý vị giữ được đạo nghĩa này, dần dần cơ duyên của quý vị xuất hiện rồi, quý vị có thể sẽ bị cực thái lai, sẽ chuyển đổi lại. Được. Cho nên tín tâm quan trọng. Vậy chúng ta ngày nay cùng nhau học tập nội dung của tịnh thu tiệp yếu. Cho đến giảng dạy của Hoàng Niệm Lão cũng đều là chúng ta đem theo tín tâm đầy đủ để học tập, để thọ trì tịnh thu tiệp yếu. Và tất nhiên, Hà Lão khi bắt đầu cũng đã nói rằng chúng ta quả nhiên có thể, trong khi đang thọ trì tịnh thu tiệp yếu, có thể tùy văn vận tâm, thuận theo kinh văn này, đem lời giáo huấn này nhập vào tâm của chúng ta, lâu ngày thuần thục. Quý vị không ngừng phân tập những giáo huấn này, thì trong đạo lý tánh tu bất dị, cảnh trí nhất như, không cần thảo luận với người ta, trong vô hình tự tánh tính giải. Quý vị đối với những chân tướng vũ trụ nhân sinh này, rất có thể quý vị không ngừng thọ trì tịnh tu tiệp yếu như vậy, bản thân quý vị sẽ sanh khởi tính giải, dung hội, quán thông. Không biết mọi người có kinh nghiệm hay không, khi quý vị đang đả Phật thất hết sức nghiêm túc, đột nhiên có một câu kinh văn hiện ra, quý vị liền nghĩ thông ngay. Cho nên vẫn là phải có thể có kiên trì mà huân tập, có tính tâm mà thọ trì, thì sẽ có lợi ích như vậy. Vậy trường kỳ thọ trì tịnh tu tiệp yếu lại đọc Đại Kinh. Nếu như lại thọ trì Đại Kinh trong pháp môn tịnh độ, cũng như lái thuyền ngược dòng, thì sẽ vô cùng đắc lực, dương thuyền vượt qua, tức là cánh buồm của quý vị mở ra rất là rộng. Gió thổi như vậy, cánh buồm của quý vị sẽ đi vô cùng thuận lợi, liền có thể đạt được hiệu quả như vậy. Tất nhiên, mọi người vừa nghe, tôi đang đọc Kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ lại đến tịnh tu tiệp yếu, vậy rốt cuộc tôi phải đọc cái gì? Mọi người có sự thắc mắc này không? Không có à. Chúng ta vừa mới giải thích ở phía trước rồi. Tịnh tu tiệp yếu là ngũ kinh nhất luận, thậm chí là tinh hoa của thiền mật, luật giáo đều trong đó. Cho nên quý vị vốn dĩ đang đọc Kinh Vô Lượng Thọ, tiếp tục đọc Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà có thể cách mấy ngày để thọ trì tịnh tu tiệp yếu một chút. Và nếu như vốn dĩ quý vị không có đọc Đại Kinh, hơn nữa mỗi ngày đi làm về rất bận, về nhà còn phải nấu cơm, còn phải cùng con cái làm bài tập, ngày nào cũng phải bò mà lên giường, tức là mệt tới nỗi hết biết rồi. Vậy tình hình này quý vị mỗi ngày không có nhiều thời gian như vậy để thọ trì Đại Kinh, vậy thì có thể thọ trì tịnh tu tiệp yếu 10-20 phút mà thôi. Đến thứ Bảy Chủ Nhật được nghỉ rồi, thời gian khá là rảnh, có thể lại đọc tụng mấy lần Đại Kinh Vô Lượng Thọ. Ít nhất một tuần lễ có thể đọc tụng một lần thì tốt.
Vậy chúng ta coi bái thứ nhất là bái bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ Ta Bà giáo chủ, đạo sư chính giới, Như Lai Thế Tôn trong đời ngũ trược. Đời ngũ trược mà muốn tám tướng thành đạo không hề dễ. Và trong tám tướng thành đạo, với lòng đại bi, thương xót hữu tình, biện tài từ bi, truyền trao pháp nhãn. Trước đây chúng ta có nhắc tới tám tướng thành đạo: bỏ ngôi xuất gia, khổ hạnh học đạo, thì hiện như vậy, thuận theo thế gian. Người thế gian đều muốn phú quý, vậy người cao nhất là quốc vương, cái gì có thể xả bỏ được, thì người thế gian nói, vậy chắc chắn là có thứ gì càng tốt hơn, cho nên cái này là thị hiện. Chúng ta hôm trước cũng nhắc tới, bây giờ người ta đều cảm thấy nhà doanh nghiệp là nhân vật thành công. Nhà doanh nghiệp nếu như coi trọng Phật Pháp, văn hóa truyền thống, thậm chí là dùng cái này để xây dựng đoàn thể doanh nghiệp, xây dựng càng ngày càng thành công, thì đại chúng xã hội, nhất là phụ huynh, họ sẽ cảm thấy những thứ này đều phải nên học. Cái này đều là thuận theo thế gian. Ngày nay, quý vị ở trong gia đình giữ ngũ luân bát đức, gia đình, gia tộc của quý vị càng ngày càng hưng thịnh, khiến cho người ta sanh tâm ngưỡng mộ, thật sự phải giữ gìn luân lý đạo đức nhân quả. Vậy cái này cũng là thuận theo thế gian. Cho nên lão pháp sư có nói, người thế gian bất hiếu, quý vị đừng có mắng họ. Người trước bất thiện, không hiểu đạo đức, không có người dạy, chớ nên trách họ. Vì vậy, người thật sự, mỗi một câu kinh đều có thể lãnh nạp trong tâm họ. Một câu nói trong kinh Vô Lượng Thọ này, sau khi nghe xong, bắt đầu từ hôm nay, sẽ không trách mắng bất kỳ ai. Không có người dạy, chớ nên trách họ, không ai dạy họ. Người đáng ghét, ắt có cái gì? Có chỗ đáng thương, họ rất tội nghiệp, không ai dạy họ, còn có cái gì mà chỉ trích họ nữa? Một câu này chúng ta đã nuốt xuống chưa? Không có người dạy, chớ nên trách họ. Nuốt vào rồi nha. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không chỉ trích bất kỳ ai nữa. Ok. Có thể có người lại muốn nói, anh ta đã học nhiều năm như vậy rồi. Vậy thì cũng đúng. Anh nói không có người dạy, anh ta nghe lão hòa thượng đã 20 năm rồi, tại sao lại học thành bộ dạng này? Ồ, vậy họ còn đáng thương hơn những người chưa học. Có đạo lý này không? Họ học rồi, còn học thành bộ dạng như vậy là càng học càng chấp trước mà. Cho nên họ đã bị rơi vào một cái hố rồi. Cái hố đó là những người chưa học thì không rơi vô được. Kết quả họ lại bị rơi vô. Cho nên quý vị càng phải nhìn thấy cái chỗ họ càng học càng chấp trước là ở đâu. Quý vị phải biểu pháp tốt để thức tỉnh họ vậy. Làm gì còn thời gian mà mắng họ. Người học càng lâu càng chấp trước, càng đáng thương. Họ càng không quay đầu lại được. Cho nên thuần là một cái tâm thành tựu đối phương, thì sẽ không đối lập với người, cũng sẽ không phê bình bất kỳ ai. Vì vậy, lão pháp sư nói, thế gian bất hiếu, chúng ta làm hiếu cho họ coi. Thế gian không để, chúng ta làm để. Thế nhân bất trung bất tín, chúng ta làm cho họ coi. Lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái hòa bình, họ không tuân thủ, chúng ta biểu pháp cho họ coi. Đều là thị hiện như vậy, thuận theo thế gian. Và dĩ lòng đại bi, thương xót hữu tình. Và thực sự là chúng ta học Phật đều nói phải có mắt nhìn trước sau, phải nhìn rõ ràng chính mình, nhìn rõ ràng người khác. Sư phụ thường hay nói, có thể giảng sanh hay không, hỏi ai? Hỏi chính mình. Lời nói này rất sâu, nói với chúng ta phải sáng suốt, biết mình. Sư phụ nói càng chi tiết, chúng ta một đời này, sau này đi về đâu? Coi ý niệm trong một ngày của chúng ta là biết ngay. Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ thanh tịnh, thậm chí trong mơ cũng tính. Ý niệm là gì? Kẻ mạnh thì sẽ thế nào? Dẫn đi trước. Cái này gọi là thương mình. Chúng ta biết thương mình rồi, nhìn rõ bản thân mình rồi, đã nhìn người thế gian cũng rõ ràng rồi. Ồ, vậy người này tất thảy đều là tham niệm.
họ chắc chắn sẽ đọa đường ngạ quỷ. Người này tính khí nóng nảy như vậy, chắc chắn phải đọa đường địa ngục. Đó là nghiệp dẫn trong 10 pháp giới. Vì vậy, thực sự từ Phật lý mà nhìn chính mình và nhìn chúng sanh, chúng ta nhìn rõ ràng một điểm là gì? Bây giờ những người trên thế gian này tuyệt đại đa số đều hướng về ba đường ác. Cứ xông lên, cứ lao qua đó. Thậm chí tuyệt đại đa số là đi đường địa ngục. Chúng ta nhìn rõ ràng rồi. Lại hiểu rõ những người này đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật tương lai của chúng ta. Chúng ta có duyên thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên cũng phải noi gương của Thích Ca Mâu Ni Phật, giấy lòng đại bi, thương xót hữu tình. Học Phật thì phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Cho nên Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo khích lệ chúng ta tu tứ vô lượng tâm. Phía sau Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói 37 đạo phẩm, trong đó có tứ vô lượng tâm, dùng lòng từ trang nghiêm đối với chúng sanh, không khởi tâm não hại. Chúng ta tu từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Kinh văn này mọi người đã đọc qua chưa? Quý vị không có phản ứng. Lão Pháp Sư nói phải thực hành ba cái gốc. Cho nên kinh văn của ba cái gốc này có những lúc phải đọc một chút, nhắc nhở mọi người đi thực hành. Dùng lòng từ trang nghiêm đối với chúng sanh, không khởi tâm đảo hại. Điều này là kỳ vọng chính mình. Từ là cho an lạc, cho chúng sanh hỷ lạc. Đừng có khiến chúng ta vì mình mà sanh phiền não. Cho nên người thật sự muốn phụng hành Phật Pháp, một câu này sau khi nghe xong rồi, để nghe thấy một người nào đó vì quý vị mà nổi giận, quý vị lập tức liền cảm thấy rất ái ngại. Ây cha, mình là người học Phật, tại sao lại khiến cho người ta vì mình mà sanh phiền não? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Câu nói đó của mình, không để ý đến họ, sau này mình ăn nói phải cẩn thận hơn. Họ một mặt là không muốn làm phiền não người khác, một mặt là họ từ trong mỗi một kinh nghiệm mà không ngừng nâng cao chính mình, tu dưỡng nhất ngôn nhất hành. Thái độ này rất quan trọng. Điều thứ hai, dùng lòng bi trang nghiêm, thương xót chúng sanh. Thương xót chúng sanh, thường không chán bỏ. Sự từ bi này, đối với tất cả mọi người, thậm chí tất cả chúng sanh, đều không có một ý niệm chán ghét, không có một ý niệm vứt bỏ. Đây chỉ là tu tứ vô lượng tâm mà thôi, vẫn chưa nói tới chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vẫn còn chưa tới tâm này của Đại Bồ Tát đâu. Chỉ là quý vị từ thế gian muốn sanh tới thiên giới đều phải tu đức hạnh của tứ vô lượng tâm. Cho nên một câu kinh văn này nói, thương xót chúng sanh thường không chán bỏ. Sự chán bỏ này nghĩa là chán ghét, dứt bỏ. Chúng ta phải quan sát chính mình đối với tất cả mọi người có ý niệm này hay không. Không thể có những lúc là tôi không muốn mang tới anh ta. Nói những lời này là không ở trong giáo huấn của Phật giáo nữa. Được. Thứ ba, dùng tâm hỷ trang nghiêm. Thấy người tu thiện, cái hỷ đó tu như thế nào? Nhìn thấy người ta làm việc tốt, tùy hỷ công đức, tán thán Như Lai. Không tâm ghét bỏ thì sẽ không đố kỵ, không có những ý niệm soi mói khuyết điểm của họ. Chúng ta thấy họ làm việc tốt thì nói, anh ta may mắn thôi, anh ta có gì ghê gớm chứ? Cái ý niệm này chính là tâm ghét bỏ. Tâm đố kỵ là chướng ngại rất lớn. Sự đố kỵ thiếu thắng này của chúng ta nhất định phải trừ bỏ. Nếu không, cái tâm này tạo ra nghiệp rất nghiêm trọng đó. Người ta vốn dĩ làm rất là tốt, đã có thể ảnh hưởng người trong một vùng. Quý vị phê bình họ, khiến cho pháp duyên của người ta cũng bị đứt đoạn. Cái nghiệp này đều là nghiệp địa ngục. Đố kỵ, cái này đều thuộc về tâm sân hận. Hiếu thắng thật ra cũng là tâm sân hận. Sau cùng, dùng tâm xả trang nghiêm. Xả là ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, không tâm thương ghét.
Do đó, cái xã trong từ bi hỷ xã này luyện công phu từ chỗ nào? Tất cả môi trường nhân sự, môi trường vật chất, thuận cảnh, thiện duyên, không sanh tham ái, nghịch cảnh, ác duyên, không sanh oán hận. Như vậy là biết tu rồi. Cho nên đây là tứ vô lượng tâm. Vậy chúng ta coi với lòng đại bi, thương xót hữu tình, thương xót chúng sanh. Quan trọng nhất là khiến cho họ hiểu lý, bởi vì tất cả khổ nạn là do gì mê hoặc. Mê hoặc rồi, họ sẽ tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành, tạo nghiệp rồi. Sau khi tạo nghiệp, họ sẽ phải đi thọ báo khổ nạn liền tới. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta có trí huệ, thấu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, không chỉ là trong sự khổ nạn của họ, giúp đỡ họ nhất thời. Càng quan trọng hơn là phải giúp họ từ căn bản, để cho họ đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, sau cùng mới có thể thế nào? Thoát khổ được vui. Vì vậy, giúp đỡ thế nào? Diễn từ biện, diễn kinh thuyết pháp, khiến họ hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Nhất là hiểu rõ một đời này làm sao giải quyết nỗi khổ luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay. Bây giờ, chúng ta cho dù đã nghe Phật Pháp, một đời này không thoát đi lục đạo luân hồi, vẫn là chưa có giải quyết vấn đề căn bản. Cho nên, Đức Phật xuất hiện trong đời, tức là giúp chúng ta một đời này liễu thoát sanh tử. Đức Phật xuất hiện trong đời không phải chỉ dạy chúng ta làm việc thiện. Việc thiện là chiêu cảm ba đường thiện, không ra được luân hồi. Được. Vì vậy, sự truyền trao pháp nhãn này, tức là chúng ta biết được làm sao để chọn lựa pháp môn. Một đời này, liễu thoát sanh tử, vãng sanh làm Phật. Vậy, chúng ta vẫn không có động lực này. Cho nên trong kinh văn này có nói truyền trao pháp nhãn. Đây là điều Đức Phật truyền cho chúng ta. Không phải chúng ta vốn dĩ đã có năng lực này. Nhưng mà quý vị chịu nghe theo lời Ngài, cũng giống như Ngài truyền cho quý vị pháp nhãn này. Ví dụ như ngày nay chúng ta bị bệnh, Hoàng lão trong kinh có nói, ví dụ chúng ta không biết trị, nhưng mà bác sĩ nói với quý vị, bệnh này, uống cái này là tốt nhất. Quý vị chịu uống. Vậy quý vị uống thuốc này, quý vị và người biết điều trị kia, uống vào cũng có một hiệu quả như nhau. Và trí huệ này của quý vị không phải quý vị có được từ việc nghiên cứu y học, là bác sĩ cho quý vị. Cho nên cũng như vậy, chúng ta bây giờ, căn bệnh sanh tử luân hồi này, phải dựa vào pháp dược gì mới có thể liễu thoát. Đây là trí huệ của Đức Phật cho chúng ta. Chúng ta chịu nghe. Đó chính là cơ duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay đã xuất hiện. Một đời này chắc chắn có thể thoát được. Bởi vì chúng ta bây giờ gặp được là dạng người tu, dạng người đi. Tôi nói đến chỗ này thì rất vui. Tại sao quý vị không có biểu cảm gì? Quý vị là nhập định rồi hay là đang ở cảnh giới gì? Chúng ta vừa mới nói phải tùy văn nhập tâm, tùy văn vận tâm. Vừa nghe thấy dạng người tu, dạng người đi cũng phải rất vui mừng thế này. Chỉ cần thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Lấp nẻo ác, chúng ta gặp được pháp môn này cũng có nghĩa là khiến những nẻo ác sanh tử luân hồi này ngăn chặn lại cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ không luân chuyển nữa. Mở cửa thiện, cái thiện này là tán thán, không phải thiện trong ba đường thiện, là thiện trong các thiện, là một pháp môn, chính là pháp môn niệm Phật. Cho nên, cái cửa thiện này quả thật là rất thù thắng. Tiếp đó nói, tuyên nói pháp khó tin dễ hành. Mặc dù nó vô cùng thù thắng, cũng rất dễ tu hành. Nhưng mà sự dễ dàng đó, mọi người đừng có hiểu lầm. Rất dễ dàng, sau này niệm sao? Vậy là không được. Sự dễ dàng đó là dễ dàng so với 8.000-4.000 pháp môn. Pháp môn này của chúng ta
không giống các pháp môn thông thường. Pháp môn thông thường là tu nhân chứng quả, đoạn kiến tư phiền não, chứng quả A-la-hán. Mọi người có hiểu rõ về kiến tư phiền não hay không? Kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Chỉ có thân kiến này thôi cũng không dễ, chấp trước cái thân thể này. Muốn ăn cho ngon, muốn mặc cho đẹp, ngay cả bôi cũng phải bôi cho tốt. Tôi có một lần đến nước Pháp, đã được mở mang tầm mắt. Cho nên đi vào trung tâm thương mại, chúng ta dụng tâm quan sát cũng sẽ có chút lãnh ngộ, nhưng mà đừng để bị những món đồ đó làm cho mê hoặc là được. Vừa vào trung tâm thương mại, vừa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sau khi tôi vừa đi dạo là nhìn thấy có người nữ đang xếp hàng ở đó để làm gì? Làm tóc, kết quả mái tóc đó của họ uống lên cao thế này. Kết quả tìm hiểu ra đã hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi ở đó làm rồi. Ở bên cạnh cửa hàng bới tóc đó, à là uống tóc, bới tóc. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, quốc ngữ Đài Loan. Bên cạnh đều là bán những đồ của phụ nữ. Tôi bỗng khởi lên một suy nghĩ. Người nữ từ đầu đến chân, một, phải tốn bao nhiêu tiền? Hai, phải tốn bao nhiêu thời gian? Người nữ từ đầu đến chân một ngày phải tốn tiền bạc và thời gian, sẽ quyết định gia đình này sẽ hưng hay là suy. Nếu như thời gian và tiền bạc họ đều dùng cho phần phía trên, thì họ còn có thời gian để dạy con cái hay không? Đi chăm sóc con cái, chăm sóc người nhà. Không còn nữa, quý vị coi việc sơn móng tay đó cũng phải cần rất nhiều thời gian. Mỗi một bộ phận đều phải tốn rất nhiều thời gian. A-di-đà-phật. Cho nên, quý vị coi trong quần thư trị yếu đó, họ rất là sợ một phong khí xã hội là khiến người nữ rất hư dinh mà đi truy cầu những thứ này, xã hội và gia đình này sẽ bị bại vong. Vì vậy, họa hại thiên hạ, không gì bằng nữ sức, sức trong trang sức. Quá để ý đến bề ngoài thì phiền phức rồi. Bây giờ không phải người nữ mà thôi, mà ngay cả người nam cũng làm đẹp. Ôi chao, băng dậy ba thước, không phải chỉ một ngày đông. Cách mạng vẫn chưa thành công. Đồng chí vẫn phải nỗ lực. Được, cho nên cái này... Sao tôi lại nói tới chỗ này rồi? Cho nên cái này dễ dàng. Cái thân kiến này, quý vị coi tham chấp cái thân này chính là một chướng ngại. Vì vậy kiến tư phiền não muốn phá không có dễ. Tư hoặc càng lợi hại, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ồ, quý vị nói người một ngày lục căn tiếp xúc lục trần không khởi tham niệm, công phu cũng rất lợi hại. Do đó, người muốn đoạn kiến tư phiền não, Đức Phật có một so sánh. Tức là quý vị trong chớp mắt phải chặt đứt thác đứt 40 dặm. 40 dặm đó là đại diện cho kiến tư phiền não từ vô thủy kiếp của chúng ta. Có dễ không? Quá là khó. Rút dao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu. Mọi người nhìn thấy được là trước đây tôi đi karaoke quá nhiều rồi, cho nên lấy những ví dụ, nhưng mà quý vị giác ngộ rồi. Những cái pháp này có thể dùng. Quý vị coi những ca khúc ái tình đó, những bài rất bi khổ đó, quý vị cũng có thể đem nó giải thích một chút thì ôi chao, người không nhìn thông những việc này. Có người thương yêu chúng ta, nhưng mà chúng ta lại thương người khác. Không phải, quý vị coi, cái nợ tình này, làm sao biết thắng, biết thua? Nếu như quý vị dùng Phật Pháp để nhìn, quý vị dùng giác ngộ mà hát, hát thử coi, ái cha, đừng có làm nữa, phiền phức chết được. Nhín chặt răng lại, đời này chứng vô lượng thọ, đừng làm chuyện luân hồi nữa. Hát như vậy cũng có thể hát khai ngộ. Có điều phải có cơ sở giáo huấn của lão pháp sư, nếu không sẽ càng hát càng đọa lạc xuống dưới. Quý vị đừng có nghe tới đây lại nói thì thái nói có thể đi hát những ca khúc bi tình đó. Tôi không có nói như vậy đâu nha. Cho nên ở đây nói
chúng ta hiểu được 84.000 pháp môn, tất thảy đều phải đoạn phiền não. Đoạn trần sa phiền não, chứng quả vị Bồ Tát. Vô minh phiền não chính là khởi tâm động niệm, kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, nhiều như trần sa vậy. Vô minh phiền não là khởi tâm động niệm, đoạn rồi, sẽ chứng Pháp Thân Đại Sĩ, Pháp Thân Bồ Tát. Đây là tu nhân chứng quả. Chúng ta bây giờ một cái cũng không đoạn được. Ba cái phiền não này đều đoạn không được. Cho nên chúng ta là đi bên ngoài 84.000 pháp môn, là pháp môn đặc biệt. Những pháp môn khác là một sự so sánh, cũng giống như một cái thân lúa mạch. Ở giữa thân lúa mạch có rất nhiều đốt, quý vị phải cắn từng cái mà ra, quý vị mới ra lục đạo. Hơn nữa có những lúc quý vị cứ cắn, còn nó thì cứ mọc. Quý vị không biết phải cắn tới lúc nào mới ra khỏi được. Pháp môn niệm Phật là thế nào? Không phải cắn từng cái đi lên. Quý vị từ bên hông của cái thân lúa mạch này cắn một cái lỗ ra ngoài, gọi là vượt ngang tam giới. Mau đăng tứ độ. Liền đến được phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương rồi. Sanh tới chính phẩm, cho nên pháp môn này mười phương chư Phật đồng tán thán, ngàn kinh vạn luận cùng hướng về, là bảo dương tam muội bất khả tư nghị, vi diệu pháp môn. Đây là một bái ở trong đó. Những kinh văn này đều rất có ý nghĩa, rất nâng cao tính tâm của chúng ta. Vậy mọi người nghĩ coi, tại sao chúng ta có thể gặp được pháp môn này là La Hán Bồ Tát thông thường đều không nhất định tin tưởng được? Tại sao chúng ta lại tin tưởng? Điều này mọi người phải nghĩ rõ ràng thì sẽ càng quý trọng. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta đã từng cúng dường các Như Lai thì sẽ hoan hỷ tin việc này. Bởi vì chúng ta đã cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, bởi vì thiện căn của bản thân chúng ta đời quá khứ cũng đã tu pháp môn này, lại cộng thêm mười phương chư Phật có duyên với chúng ta. Chúng ta đã từng cúng dường các ngài, sự giá trị của các ngài, chúng ta mới dễ dàng tin tưởng. Nếu không, pháp môn này gọi là pháp khó tin. Tuyên thuyết pháp dễ hành khó tin. Vì vậy, chúng ta tin tưởng rồi thì cố gắng quý trọng. Người khác không tin tưởng rất bình thường, đừng có buồn. Nhưng điều càng quan trọng hơn, quý vị không thể người khác không tin tưởng, quý vị liền không từ bi, phải giúp đỡ họ. Họ càng không tin tưởng, quý vị càng có chí khí. Tôi niệm Phật cho anh coi. Tôi chứng minh pháp môn này gọi là không già, không bệnh, không chết. Sau cùng họ sẽ ngưỡng mộ quý vị. Sau cùng họ sẽ tới học. Cho nên giống như lễ hút, chúng tôi đều không dám chụp hình riêng với lão pháp sư. Tại sao vậy? Khí sắc đó thua kém quá nhiều. Chúng tôi mới 40 mấy tuổi, người ta 90 tuổi, gương mặt của người ta còn mịn hơn chúng tôi, nếp nhăn của tôi còn nhiều hơn ngài. Cho nên đó là biểu pháp. Đạo pháp sư biểu diễn ra sự không già, không bệnh, không chết, khiến cho người ta sanh tín tâm. Vì vậy thông thường rất nhiều người lần đầu tiên gặp mặt lão sư phụ, vừa ngồi xuống rồi chắc chắn sẽ hỏi: lão pháp sư, ngài bảo dưỡng như thế nào vậy? Sư phụ lập tức nói với họ: niệm Phật, ăn chay. Quý vị coi, pháp liền xuất hiện. Được, cho nên tuyên thuyết pháp dễ hành khó tin, tương lai tất cả hàm linh đều nhờ pháp này mà được độ thoát. Tất cả hàm linh, cho nên pháp môn này rất thù thắng. Hơn nữa, chúng ta đã gặp được rồi, lại có thể tu, nghĩa là quý vị đời này cũng là có thể độ tất cả chúng sanh đó. Vì thế, chúng ta một đời này gặp được pháp môn này nói với chúng ta điều gì? Chúng ta đến để hành Bồ Tát Đạo. Nếu không, sẽ không để cho chúng ta gặp pháp môn này. Thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật nói người này chân thiện hữu. Đọc đến một câu này, được, mình y giáo phụng hành, phải không? Được. Vì vậy, Hòa Niệm Lão ở đây có nhấn mạnh dễ hành là so với những môn khác, môn này dễ dàng nhất. Nhưng mà quý vị muốn phù hợp đạt được điều kiện để Phật tiếp dẫn, Hoàng Niệm Lão ở phía sau có so sánh. Quý vị nói, mặc dù dễ dàng,
cũng giống như thi đại học. Hoàng Niệm Lão thật là quá biết so sánh. Người biết so sánh đều là họ đã dung hội quán thông nghĩa lý kinh rồi. Họ có thể tùy thời thâm nhập thiện xuất, sau đó lấy một so sánh thích đáng nhất. Chư vị làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm trưởng bối, làm thầy cô, cũng phải rất biết kể chuyện nha. Có được không? Quý vị không có phản ứng, phải trực tiếp gánh giác. Bởi vì người bây giờ, một là ngộ tính không đủ, hai là hãy nghe đạo lý, hình như lập tức họ có một cái công tắc điền đóng cái lỗ tai lại. Tất nhiên, việc này chúng ta phải phản tỉnh. Có thể chúng ta làm trường bối đều là quá ư càm ràm, hình thành phản ứng này của họ. Nhưng mà thông thường, nếu như quý vị rất biết kể chuyện, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận. Hồi chúng ta còn nhỏ, trường bối nào đó, nào, kể chuyện đây, mọi người đều đem ghế ra ngồi dây lại xung quanh, dây quanh để nghe bác ấy kể chuyện. Hoàng Lão nói, cũng giống như quý vị đi thi đại học. Harvard phải 500 điểm. Ngôi trường này của chúng ta cũng không thể không điểm mà vào được. 200 điểm là vô được. 200 điểm không phải cao lắm. Chỉ là dễ hơn những trường khác, nhưng mà cũng phải có một trình độ đạt đến tiêu chuẩn của trình độ này. Hơn nữa, sau khi 200 điểm vào được rồi, mặc dù chỉ có 20 điểm là vào, nhưng mà bảo đảm khi ra ngoài, mỗi một người đều là Einstein. Quý vị coi so sánh này rất là thú vị. Hoàng Niệm Lão cũng là giáo sư của khoa tự nhiên. Cho nên, quý vị muốn đạt được mục đích giảng sanh. Quả thật, tất cả nghiệp của quý vị, A-di-đà Phật đều thay quý vị lo liệu trước rồi, đều gánh vác giúp quý vị rồi, bởi vì đây là pháp môn đến nghiệp vãng sanh. Vậy quý vị buộc phải phù hợp với tâm nguyện của Di Đà. Quý vị phải thế nào? Chí tâm tín nhạo. Tín nhạo tức có nghĩa là niềm tin chân thật, phát nguyện chân thật. Quý vị đối với thế giới ta bà này không còn lưu luyến, quý vị còn lưu luyến đối với thế gian này, thì không phải chân tín. Không phải chân nguyện mà đi. Vì vậy, vãng sanh được hay không nằm ở tín nguyện có hay không. Cho nên thật ra tại sao chúng ta phải nghe kinh, thật sự nghe rõ ràng rồi chúng ta sẽ hiểu được. Tất cả mọi thứ cõi ta bà quý vị tham chấp rồi, vì sẽ khiến cho chúng ta ở lại lục đạo luân hồi, thế gian đều khổ. Tam khổ, bát khổ, đâu có niềm vui thật sự. Thế gian cảm thấy vui thì là gì? Hoại khổ. Bây giờ họ cảm thấy vui rồi, thời gian trôi qua, cái khổ của họ sẽ tới. Ví dụ như ngày nay, quý vị và một người yêu nhau chết đi sống lại, sau cùng họ đi mất, có khổ không? Đây là hoại khổ, là nỗi khổ biệt ly. Ngày nay, quý vị rất chấp trước với một món ăn. Lúc mà đang ăn thì hình như rất vui, đến khi quý vị nhớ đó muốn ăn ăn không được, những thời gian đó đều là khổ. Được. Hơn nữa quý vị coi, những món ăn mà người bình thường thích ăn đó, có một số lại tổn hại sinh mạng, sau cùng chỉ là thỏa mãn được ba tấc lưỡi. Kết quả bây giờ chiêu cảm điều gì? Bây giờ chiêu cảm, ung thư, bệnh mãn tính càng ngày càng trẻ tuổi. Cái này đều là nhân quả. Cho nên quý vị coi, khi họ ăn hình như rất là vui, họ thực sự nằm trên giường bệnh ung thư rồi thì khổ nhiều rồi. Vì vậy thế gian quý vị thực sự nhìn rõ ràng rồi thì không có vui. Chúng ta nói thế gian truy cầu hạnh phúc vui vẻ, vậy quý vị đi tham chấp những thứ của thế gian, không thể thực sự cầu được hạnh phúc vui vẻ cứu cánh. Cho nên nhìn rõ ràng thế giới ta bà rồi, và cũng nhìn rõ ràng thế giới cực lạc rồi, vẫn không đi cực lạc, thì đó thực sự là không biết phải nói thế nào nữa. Đó là người ngu ngốc rồi, quá là ngốc. Bởi vì quý vị nhìn rõ ràng cõi ta bà, quý vị sẽ biết đó là phân thối. Quý vị nhìn rõ thế giới cực lạc thì sẽ biết đó là vàng ròng. Được, xin hỏi mọi người, bây giờ vàng ròng và phân thối đặt ở trước mặt quý vị phải lấy cái nào? Con ngốc cỡ nào cũng phải lấy vàng.
đây là sự thật. Quý vị thật sự đem Tây Phương Cực Lạc, Y Chánh Trang Nghiêm, quý vị bái tịnh tu tìm yếu rõ ràng rồi. 32 bái toàn bộ đều là Y Chánh Trang Nghiêm. Ồ, mỗi ngày quý vị vui cầu cực lạc, niệm niệm không quên, nóng lòng về nhà. Quý vị sẽ không lưu luyến mọi thứ ở thế giới ta bà này nữa. Vậy thì tâm vãng sanh cực lạc của quý vị sẽ được duy nhất. Quý vị lưu luyến thì không duy nhất nữa. Cho nên, chúng ta phải có tính, có nguyện. Hơn nữa, niệm Phật rất tốt. Chân tính thiết nguyện, tiếp đó phải chân thật niệm Phật, phải tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh giúp cho chúng ta càng hiểu rõ đạo lý, nhìn càng rõ ràng, vàng đồng và phân thối nhìn sao càng ngày càng rõ ràng. Quý vị sẽ không đi lấy những thứ rác rưởi này nữa. Thật sự làm được tất cả điều này, quý vị chân tính thiết nguyện, tích công lũy đức, vãng sanh là hiện đời thành Phật. Kinh Pháp Hoa chính là giảng một đời thành Phật. Đạo Pháp Sư Ngài rất từ bi, Ngài đặc biệt dùng giáo lý của Kinh Pháp Hoa, sau đó dùng pháp môn Tịnh Độ của chúng ta để khai giải. Có nghĩa là quý vị giữ gìn bốn nguyên tắc này, quý vị một đời này chắc chắn thành tựu. Nhưng mà là dùng pháp môn Tịnh Độ để mở ra, cho nên pháp môn Tịnh Độ và Kinh Pháp Hoa đó là vô nhị vô biệt. Đạo Pháp Sư đã dùng 20 mấy phút để khai giải. Mọi người có thể lên mạng để tìm, gọi là thành tựu tứ pháp. Tứ trong nhất nhị tam tứ. Mọi người tra cứu, gọi ra chữ thành tựu tứ pháp. Đạo Pháp Sư Tịnh Không thì sẽ xuất hiện. Rất ý nghĩa bởi vì thời gian có hạn. Để hút gì có thể nhắc tới một chút giáo huấn của Lão Pháp Sư. Cái thứ nhất, tiếp thọ chư Phật hộ niệm. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, tất cả chư Phật hộ niệm gia trì. Kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Đây là cái thứ nhất, tiếp thọ chư Phật hộ niệm. Đây là điều kiện thứ nhất để hiện đời thành Phật. Cho nên thập địa Bồ Tát trước sau không rời niệm Phật. Huống hồ chi là phàm phu nhất định phải niệm Phật, được gia trì đó rất mạnh. Cái thứ hai, trồng các cội đức, tức là tích lũy công đức. Chúng ta ngoài việc niệm Phật ra, chúng ta còn có đủ việc ứng đối trong cuộc sống, công việc đối nhân xử thế. Cái đó đều phải coi là nhân duyên để hành Bồ Tát Đạo. Nếu không, chúng ta không dùng tâm thái hành Bồ Tát Đạo như vậy, thì xin hỏi, chúng ta cuộc sống công việc đối nhân xử thế là đang làm gì? Không có cái tâm thái này thì chắc chắn là tâm luân hồi đang ứng đối. Không phải dùng sự từ bi và giác ngộ của Bồ Tát. Cho nên người trong đời này không hành Bồ Tát Đạo là không được. Không hành Bồ Tát Đạo thì sẽ tạo nghiệp, chỉ có thể đi luân hồi. Cho nên trồng các cội đức là tích công lũy đức. Sinh sống làm việc đối nhân xử thế, tất thảy y theo tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện mà làm. Y theo ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức mà làm. Đều là tích công lũy đức. Đều là tư lương để vãng sanh. Lát nữa chúng ta sẽ nói tới, quý vị đối nhân xử thế tiếp vật đều dùng hạnh phổ hiền. Ồ, lực công đức đó quá lớn. Đến lúc quý vị lâm chung, Ngài sẽ đưa quý vị đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai là trồng các cội đức. Xin hỏi mọi người, bốn chữ này trong Kinh Vô Lượng Thọ đã xuất hiện mấy lần? Đến cả mấy lần, phải không? Điều này quan trọng. Thứ ba, trụ chánh định trụ. Trụ chánh định trụ, định tu tiệp yếu cũng có. Chúng ta lật ra pháp ngữ của Lão Pháp Sư. Thế nào gọi là chánh định trụ? Tức là phương hướng mục tiêu của quý vị vô cùng rõ ràng, gọi là một phương hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu gặp A-di-đà Phật. Người này sẽ trụ chánh định tụ. Nếu như ngày nay họ niệm Phật, rất muốn đi, rất muốn đi, ngày mai người ta cho họ rất nhiều tiền, họ liền quên mất, liền mau đi xài tiền, liền mau đi xài tiền. Họ sẽ không trụ chánh định tụ nữa.
Đây là điều thứ ba. Cho nên chúng ta mọi lúc mọi nơi làm bất kỳ việc gì đều là hướng về mục tiêu phương hướng này, không thể nào đi ngược lại với phương hướng này nha. Quý vị nói nuôi con trẻ có tương ứng với chánh định tụ không? Phải tương ứng mới được. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tình chấp sâu nặng, cầu thoát luân hồi, không thể nào được. Phải không? Giả sử quý vị nuôi con trai, tình cảm càng ngày càng nặng, thì đã đi ngược hướng rồi. Cho nên chăm sóc, nuôi một đứa con trai, công phu chân thật. Không chỉ không tăng trưởng tình chấp, còn phải tăng trưởng đạo tâm. Cái này gọi là biết tu hành. Người làm mẹ có dễ dàng không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Không biết quý vị bị luyện như thế nào rồi? Không biết đã luyện ra sao rồi? Đúng vậy. Luyện công phu này, quý vị không có chút ít trí huệ bát nhã thì vẫn không được. Tức tướng, ly tướng. Quý vị ở ngay trong cảnh giới này có phải tức tướng không? Quý vị muốn chấp trước con trai tôi đó, ôm lấy nó. Ngã chấp tăng trưởng, ngã sợ tăng trưởng. Tức tướng phải ly tướng, tôi không thể chấp trước cái tướng này. Nó là thời tiết nhân duyên hội tụ, vừa hay đến làm con trai tôi. Vậy tôi phải mượn cái duyên làm con trai tôi thế này, tiện đó tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ồ, vậy cái này là tức tướng ly tướng. Không có chấp trước cái thân tướng này của các em, mà có thể nhìn thấy em có bản tánh Di Đà, phải thành tựu em đi làm Phật. Ồ, vậy muốn thành tựu em đi làm Phật, bây giờ em ở trong thai của tôi phải làm gì? Niệm Phật. Sinh ra rồi y chiếu những giáo huấn này của tổ sư Ấn Quang ra sao, xây dựng nền tảng của em cho tốt. Vì thì người làm mẹ nuôi con cái như vậy cũng là Bồ Tát đạo, cũng là đi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mọi người nếu như vậy ra những người con trai sau này xuất gia như lão pháp sư Tịnh Không, tôi bảo đảm quý vị chắc chắn sẽ giảng sanh Tây Phương, công đức quá lớn. Quý vị chỉ cần tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng trụ chánh định tụ là đúng rồi. Có chí thì nên. Quý vị nói ngại quá, tôi lại không sanh con nữa rồi. Quý vị còn có cháu. Những quan niệm này đều có thể quán thiện xuống. Người có tâm, họ sẽ nắm lấy tất cả cơ hội để cúng dường pháp cho người ta. Khai mở người thân của mình, khai mở những người có duyên. Chúng tôi có một người bạn đi cắt tóc. Nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai cũng nói với người ta về thai giáo. Mặc dù con của anh đã lớn rồi, nhưng mà anh có thể đồng cảm, thấu hiểu điều bản thân anh đã sai. Đừng để những người phía sau sai tiếp. Cái này cũng là tâm bồ đề, tâm thành tựu người khác. Được, đây là điều thứ ba, trụ chánh định tụ. Điều thứ tư, phát tâm độ tất cả chúng sanh. Mọi người phải chú ý nha, pháp môn niệm Phật là Phật Pháp Đại Thừa. Nhất thừa liễu nghĩa, Phật Pháp Đại Thừa đều phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta niệm Phật, tâm lượng rất nhỏ, đều là tâm của kẻ tự liễu, sẽ không tương ứng với pháp môn này với 48 lời nguyện. Cho nên tam bối giảng sanh đều có một điều gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy, dị thừa bất sanh, tức là người tiểu thừa bất sanh. Vì vậy, vẫn phải phát tâm độ tất cả chúng sanh. Vậy, trong Kinh Vô Lượng Thọ, rất nhiều kinh văn đều là đang nhắc nhở chúng ta, đối với chúng sanh, coi như chính mình. Chúng sanh và chúng ta là nhất thể. Gánh giác trách nhiệm đều đến bờ kia, đều là bảo chúng ta phải phát tâm Đại Thừa. Và trong sự thành tựu tứ pháp này, lực gia trì nhận được từ việc tiếp thọ chư Phật hộ niệm,
tỷ lệ với ba điều phía sau. Nhưng mọi người phải chú ý, không phải Phật Bồ Tát có tâm thiên vị, là trạng thái của bản thân chúng ta. Tâm lượng quý vị càng lớn, sự gia trì quý vị tiếp nhận được sẽ càng lớn. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về cực lạc. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô.